giả thân thương của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, nhân dịp Tết đến xuân về, đầu bếp Thanh Huy, Minh Châu cũng như tất cả những người thực hiện chương trình xin được gửi đến quý vị lời chúc mừng năm mới. Chúc quý vị vạn sự như ý, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Tết đến không chỉ là đánh dấu một ngày đầu năm để cầu chúc những điều tốt đẹp đến với mọi người trong gia đình, mà Tết còn đánh dấu một thời khắc thiêng liêng để mọi thành viên trong gia đình quay quần lại với nhau, chia sẻ những cảm giác vui buồn sau một năm trời làm việc. Chính vì vậy cho nên hôm nay mới gặp anh Huy ở đây để cầu cứu anh Huy nè. Chắc chắn là nhờ anh hướng dẫn cho Minh Châu nấu một món ngon đãi gia đình nhân dịp xuân về đúng không? Dạ đúng rồi. Bởi vì như anh Huy nói đó, Tết đến là dịp để mọi người quây quần với nhau, thì nhà em cũng không phải là ngoại lệ. Em muốn làm một món gì đó thật ngon để mời tất cả mọi người đó, mà em bị kẹt ý tưởng. Đúng rồi đó Minh Châu à. Là cô MC xinh đẹp theo chương trình cũng một thời gian khá dài rồi đúng không? Do đó là phải trổ tài cho gia đình biết là Minh Châu cũng nấu ăn rất là ngon, có tiến bộ. Đúng rồi, Tết là có rất nhiều thành viên trong gia đình tụ họp lại với nhau. Tại sao chúng ta không chế biến một món nào đó mà cả mọi người đều tham gia chế biến và thưởng thức chung, như vậy thì rất là vui. Thiệt không? Được hả anh? Và món này lại thích hợp cho cả người lớn lẫn em bé nữa đó. Thiệt hả anh? Cả nhà cùng làm được hả? Chắc chắn là được rồi. Không những cả nhà quay quần với nhau để làm món này rất ngon mà còn phù hợp cho mọi lứa tuổi trong gia đình. Nếu như vậy thì còn gì bằng nữa. Đúng với tiêu chí của chương trình mình là vui món ngon, trọn ngày Tết. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhau vào bếp để chế biến món thịt bò nướng của ta quý vị nhé. Để chế biến món này thì chúng ta cần có khoảng 300g thịt thăn bò, một trái bắp Mỹ luộc sẵn, đậu bắp, cà chua bi, que xiên, mù tạt xanh, tỏi băm, hành tím băm, một số gia vị thông dụng, sốt mayonnaise, cuối cùng không thể thiếu hạt nêm Aji ngon. Đầu tiên chúng ta sẽ sơ chế bò. Bò chúng ta mua về sẽ cắt ra từng khối vuông khoảng 2cm. Miếng thịt bò dạ, ngon quá à. Đúng rồi. Để món bò nướng này được thật là ngon thì chúng ta phải ướp gia vị cho nó hợp lý. Đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng một muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon, mù tạt xanh một muỗng cà phê. Cuối cùng là chúng ta cho khoảng một muỗng canh sốt mayonnaise vào thịt luôn. Em thấy anh Huy ướp lạ quá à. Hồi trước tới giờ chưa giờ em thấy anh Huy ướp sốt mayonnaise với lại thịt tươi như thế này, rồi còn cả mù tạt xanh nữa. Tại sao vậy anh? Đó chính là bí quyết mà anh vừa nói với Minh Châu đó. Khi mà chúng ta ướp mayonnaise thì làm cho thịt mềm và thơm ngon hơn khi nướng. Mềm mà thơm ngon hơn khi nướng. Đúng rồi. Có phải là mình nướng lên sẽ không bị khô đúng không anh? Chính xác rồi. Và mù tạt xanh này kết hợp với mayonnaise vừa tạo mùi thơm vừa làm cho vị của món ăn này cay cay nhẹ, rất là ngon. Để cho món này được thơm ngon hơn nữa thì chúng ta cũng có thể cho một ít hành tím băm vô trộn chung. Sau khi ướp thì Minh Châu nhớ là chúng ta nên để khoảng 10 đến 15 phút cho hỗn hợp gia vị thấm đều vào thịt trước khi nướng. Dạ. Tiếp theo là chúng ta sẽ cắt trái bắp Mỹ ra từng miếng nhỏ để chúng ta xỏ vô cái que xiên và chúng ta nướng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng đầu bắp để chúng ta cắt ra từng khúc nhỏ. Bây giờ là thịt bò cũng đã thấm gia vị rồi, anh cho một chút xíu tiêu vô cho thơm nữa nè. Chúng ta sẽ đeo tay vô và xiên thịt bò theo từng cái công đoạn, có nghĩa là đầu tiên là xiên que bắp này nè. Tiếp theo là cục thịt bò. Dạ. Rồi tiếp theo là đậu bắp nè, và cuối cùng thì chúng ta sẽ chừa một khúc ở trên đầu sau khi chiên xong, trang trí thêm cà chua cho đẹp. Đúng rồi. Công đoạn sơ chế đã hoàn tất, bây giờ chúng ta tiếp theo bắt một cái chảo lên, cho một ít dầu lên nha. Kính thưa quý vị, trong khi Minh Châu áp chảo phần thịt bò này thì tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cách chúng ta pha sốt để dùng kèm. Để cho món này được ngon thì chúng ta sẽ sử dụng một muỗng mù tạt xanh. Nhớ là muỗng cà phê nha Minh Châu. Dạ. 2 muỗng canh sốt mayonnaise, tỏi băm một ít. Khi mà chúng ta tán đều hỗn hợp sốt mayonnaise và mù tạt xanh thì nó sẽ tạo nên một cái màu sốt rất là đẹp. Đây Minh Châu xem đây. Và có hương vị thơm của tỏi nữa. Rất là ngon. Thịt bò rất là mau chín anh Huy ha. Đúng rồi, khi nướng thịt bò thì Minh Châu nhớ là chúng ta canh thời gian cho thịt bò vừa chín tới. Như vậy là bò sẽ mềm, thơm, ngon. Em nghĩ là được rồi đó anh Huy ơi. Rồi, phần thịt bò đã hoàn tất. Rồi, bây giờ thì em đã thấy anh Huy chuẩn bị sẵn một cái dĩa rồi nè. Cà chua bi đỏ đỏ đằng kia kìa, bây giờ mình hoàn tất đi anh. Công đoạn cuối cùng là chúng ta sử dụng những que xiên này
xin thêm một trái cà chua bi lên. Bởi vì cà chua bi thì có thể ăn sống được, do đó anh cho vô sau cùng, cho ra dĩa luôn. Ngoài ra chúng ta còn có thể trang trí thêm một ít ngò hoặc là ngò tây, ớt, sắc sợi. Món ăn chỉ hoàn tất trong chốc lát mà thôi. Mình cho thấy có lạ không nào? Dạ, chắc chắn là rất nhanh rồi. Mà các nguyên liệu lại dễ tìm mua nữa chứ. Bây giờ anh Huy sẽ cho em thử một miếng để em biết cái vị nó ngon như thế nào. Và sau này sẽ về chế biến cho cả nhà nha. Dạ. Chấm một chút xíu sốt nè. Trời ơi, thơm mùi mù tàn của sốt mayonnaise quá à. Anh Huy ơi, nhân dịp Tết đến thì chắc em phải mừng tuổi anh Huy một lời khen hết sức là nồng nhiệt. Cảm ơn Minh Châu rất là nhiều. Dạ, bởi vì á là ăn cái món này là cảm thấy đủ vị của ngày Tết rồi. Thịt bò thơm nè, mềm nè, mà kết hợp với vị của rau củ nữa chứ. Đảm bảo nha, không chỉ các em bé cảm thấy hứng thú đâu, mà người lớn cũng sẽ cảm thấy là đây là một món ăn rất xứng đáng để cả nhà quây quần với nhau. Vui món ngon. Chọn ngày Tết. Trước khi chia tay thì Minh Châu rất muốn nhắc lại với quý vị rằng chương trình đã thay đổi hộp thư cũng như số điện thoại. Quý vị nhớ ghi nhớ nha, đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn và số điện thoại 083-823-7557. Và Minh Châu nè, một lần nữa anh muốn cùng em chúc quý vị khán giả có một mùa xuân thật an lành và hạnh phúc. Và vui món ngon, chọn ngày Tết.